Một bản tin khác của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp về tình hình tại Tân Cương, Mỹ yêu cầu nhóm G7 gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các nước đồng minh trong nhóm G7 gia tăng áp lực lên Trung Quốc về nạn lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương, nơi sinh sống của thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo. Đó là tuyên bố của một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters vào hôm 23 tháng 4. Tòa Bạch Ốc thông báo là vào tháng 6 tới, Tổng thống Biden sẽ đến Anh quốc và Bỉ trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Ông sẽ dự thượng đỉnh nhóm G7 ở Cold War Anh quốc từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6. Theo lời ông Dalip Saik, cố vấn của Tòa Bạch Ốc, cuộc họp quy tụ lãnh đạo của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới lần này sẽ tập trung bàn về các biện pháp đối phó với khủng hoảng COVID-19, về chống biến đổi khí hậu và về việc nâng cao các giá trị dân chủ trong khối G7. Trả lời hãng tin Reuters, Viện cố vấn này nhắc lại là Washington đã thi hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Nguyên Nhĩ ở Tân Cương, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực này với các nước đồng minh trong nhóm G7. Ông Dalip Sai cho biết, các chi tiết về hành động chung của nhóm G7 hiện đang được soạn thảo, nhưng cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 là dịp để các đồng minh của Hoa Kỳ thể hiện sự đoàn kết về hành động chống lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc khẳng định có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Bắc Kinh còn bị tố cáo là tra tấn, cưỡng bức lao động và cưỡng bức triệt sản những người bị giam. Nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định những trại đó chỉ là những trung tâm dạy nghề và việc này là cần thiết để chống lại xu hướng cực đoan hóa ở vùng Tân Cương. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc có thể kiểm soát hệ điều hành thế giới. Tây phương phải hành động khẩn cấp để đảm bảo là Trung Quốc không chế ngự những công nghệ quan trọng của thế kỷ 21, hoặc quốc gia cộng sản này sẽ kiểm soát hữu hiệu hệ điều hành toàn cầu của thế giới. Người đứng đầu tình báo mạng ở Anh quốc nói ngày 23 tháng 4, đe dọa của hành động của Trung Quốc là tìm chủ yếu trong một ứng dụng rõ rệt trên chiếc điện thoại của bạn. Việc này có tiềm năng nghiêm trọng nhưng bạn có thể sử dụng một phương cách thay thế khác ông jeremy fleming giám đốc trụ sở thông tin liên lạc của chính phủ nói với đại học hoàng gia london tuy nhiên mối quan tâm là kích cỡ và sức nặng công nghiệp của trung quốc có nghĩa là nước này có khả năng kiểm soát hệ điều hành toàn cầu ông nói những quốc gia như trung quốc là những nước thi hành nhiều công nghệ mới nổi đang thay đổi môi trường kỹ thuật số họ có một tầm nhìn cạnh tranh đối với không gian mạng trong tương lai và đang đóng một vai trò mạnh mẽ trong những cuộc tranh luận về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Indonesia đã tìm thấy tàu ngầm mất tích. Indonesia đã tìm thấy tàu ngầm mất tích nằm sâu dưới biển Bali, bị vỡ thành ít nhất là ba phần. Các quan chức quân đội và hải quân cho biết hôm 25 tháng 4. Tin cho hay Tổng thống Joko Widodo đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của 53 thành viên thủy thủ đoàn. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những vật thể mới trong đó có một áo phao mà họ tin là của thủy thủ trên tàu KRI Nangala 402. Tàu ngầm vốn đã được sử dụng 44 năm qua mất liên lạc giữa tuần trước trong khi chuẩn bị tham gia một cuộc diễn tập phóng ngư lôi tổng thống joko widodo xác nhận đã tìm thấy tàu ngầm mất tích ở biển bali và gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân tất cả người indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này đặc biệt tới gia đình và thủy thủ đoàn tàu ngầm ông widodo nói với sự hỗ trợ của hoa kỳ úc singapore malaysia và ấn độ hơn một chục máy bay trực thăng và tàu vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực mà tàu ngầm bị mất liên lạc cư dân thị trấn Banjur Wangi ở Đông Java, nơi đặt căn cứ hải quân mà từ đó các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành, đã cùng với người dân trên toàn quốc lên tiếng kêu gọi chính phủ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của Indonesia. Một bản tin khác của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, ASEAN đạt đồng thuận về việc chấm dứt khủng hoảng ở Myanmar các nhà lãnh đạo đông nam á cho biết họ đã đạt đồng thuận về một kế hoạch với nhà lãnh đạo chính quyền quân sự myanmar vào ngày thứ bảy để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở quốc gia chìm trong bạo lực này nhưng ông này không hồi đáp một cách rõ ràng yêu cầu ngừng sát hại người biểu tình các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là khối ASEAN, muốn thượng tướng Myanmar là tướng Min Aung Hlaing cam kết kiềm chế lực lượng an ninh của ông, được nói là đã giết chết 745 người kể từ khi một phong trào bất tuân dân sự lớn nổ ra nhằm thách thức cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 mà ông đã cầm đầu. Họ cũng muốn các tù nhân chính trị được phóng thích theo một phát biểu từ Chủ tịch Brunei của ASEAN, theo sau một hội nghị, các nước đạt được đồng thuận về 5 điểm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên, đặc phái viên ASEAN giúp xúc tiến đối thoại, chấp nhận viện trợ và một chuyến thăm của đặc phái viên này tới Myanmar. Việc thả các tù nhân chính trị không được nhắc tới trong phát biểu. Ông ấy nói rằng ông ấy, ở đây tức là tướng Min Aung Hlaing, lắng nghe chúng tôi, ông ấy sẽ tiếp thu quan điểm mà ông ấy cho là hữu ích. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với các phóng viên theo Reuters, ông ấy không phản đối ASEAN đóng một vai trò mang tính xây dựng hoặc một chuyến thăm của phái đoàn ASEAN hoặc hỗ trợ nhân đạo. Nhưng ông Lý nói thêm rằng quá trình này còn cả một chặng đường dài phía trước, bởi vì nói chấm dứt bạo lực và thả tù nhân chính trị là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Reuters lưu ý không rõ vì sao ông Lý lại đề cập đến chuyện phóng thích tù nhân chính trị khi điều này không có trong tuyên bố đồng thuận. Chưa có bình luận ngay lập tức từ tướng Min Aung Hlaing. một bản tin thời sự tối thường nhật trên kênh truyền hình Miyawadi do quân đội Myanmar điều hành tương trình về việc ông tham dự cuộc họp và cho biết Myanmar sẽ hợp tác chặt chẽ với khối ASEAN về nhiều vấn đề, bao gồm quá trình chuyển tiếp chính trị ở Myanmar và tiến trình sẽ được thực thi trong tương lai. Cuộc họp ASEAN là nỗ lực quốc tế có phối hợp đầu tiên nhằm hóa giải cuộc khủng hoảng ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Myanmar là thành viên của khối ASEAN 10 quốc gia, vốn có chính sách ra quyết định dựa trên đồng thuận và không can thiệp vào chuyện nội bộ của các thành viên. Chính phủ thống nhất quốc gia, chính quyền song song với chính quyền quân sự của Myanmar, bao gồm các nhân vật ủng hộ dân chủ, tàn dư của chính quyền bị lật đổ của bà Suki và các đại diện của các nhóm sắc tộc vũ trang, cho biết là họ hoan nghênh đồng thuận đã đạt được, nhưng chính quyền quân sự phải có trách nhiệm giữ lời hứa của mình. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ cân nhắc viện trợ cho Ấn Độ. Cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền Biden về đại dịch cho biết rằng Hoa Kỳ đang tích cực tìm cách tăng cường viện trợ cho Ấn Độ, trong khi nước này chật vật đối phó với các ca COVID-19 đang gia tăng. Bác sĩ Anthony Fauci nói trên chương trình This Week của kênh ABC rằng một số biện pháp đang được xem xét như gửi nguồn cung cấp oxy, xét nghiệm COVID-19, việc điều trị bằng thuốc và thiết bị bảo hộ cá nhân. Sự bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ gây thêm áp lực đối với Tổng thống Joe Biden về việc phải cung cấp vaccine cho các nước khác. Ông Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ không bắt đầu làm như vậy cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu ở trong nước. Ông Fauci nói hôm 25 tháng 4, hoa kỳ sẽ xem xét cách thức giúp tăng nguồn cung cấp vaccine của ấn độ như gửi các liều vaccine hoặc giúp nước này tự sản xuất vaccine ông được trích lời nói rằng tình hình tồi tệ đang xảy ra ở ấn độ và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp khác và chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế để giúp đỡ